đèn này để ngoài giường á, vườn cây rộng rộng á, đẹp lắm. Để cái chân trụ xuống ha, cái rồi mình để đứng chân lên. Trụ cũng không có chân đó, để cắm lên để đứng lên vậy á, quay phim hả? Ờ, đang chùi chân rồi đi quay phim. Đẹp lắm này, có cái vườn để vô hồ bơi, hồ nhớt không, hồ bơi gì đó, sáng hơn cái đèn đường mà. Đã có đèn đường nè, đèn led đó, đèn đường nè. Tối thui ha, quay qua đèn led này giá sức xưởng có 160 nghìn. Cỡ ba mấy hả? Ba mấy, ba mấy 40 triệu á, là giá xuất xưởng á. Vải cái đèn, cái đèn giá xuất xưởng chói lắm á, tại cái quay cái điện thoại này nó cản bớt sáng. Vẫn nó làm sao mắt chứ ở ngoài là sáng dữ lắm, đứng gần chịu không nổi. 200 ngàn là có cái đèn giống vậy. Cái này mình để ngoài vườn ha, sân đồ rộng đẹp, chơi giống như cái bong bóng. Đường kính nó cỡ ngang giá cỡ 5 tấc, 4-5 tấc á. Sáng dữ lắm. Hàng hiếm nè. Đây điện 200 hay là điện 100? Điện 100 đến 240 con luôn, hàng Panasonic luôn. Bắt cái mặt sáng luôn, quay cái mặt lên cho anh em coi. Panasonic. Dùng điện từ 100 đến 240V. Đây cái mã trên bóng đèn đây nè. Trời ơi, nó sáng quá. Đó, cái mã nè. NNI22690LE9 100 đến 242V, 99W. Trời ơi cái đèn 99W. Rồi ok rút đi. Rút đi về anh cắm vô lại cho nó thấy. Nó giảm dần dần dần. Nó sáng từ từ luôn nè, cắm vô lúc chiếu nó sáng. Đó. Cắm vô xong rồi. Quá trời đẹp luôn, như cái trái banh. Hàng độc luôn á, cực hiếm. Nên mà để ngoài sân rộng, ngoài vườn, hồ bơi hay là trước cửa nhà mà có để có cấn mớp chút đây nè, cấn đây chút xíu, tại vì bên Nhật về nên nó phải cấn vậy chút xíu, không dạ. Sao rồi ok tiếp cái đèn này luôn.